xin chào các bác nha. Các bác ơi, hiện tại em đang đứng ở trong một cái phòng tắm mà đã hoàn thiện. Nhưng mà phòng tắm này đã chưa đi vào sử dụng nhưng mà đã hoàn thiện xong rồi. Thì hôm nay em muốn quay cho các bác xem là phòng tắm này nó bao gồm những cái sản phẩm gì và hoạt động của nó ra sao không nhé. Thế thì trước mắt đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái bệt trước. Đấy các bác này. Cái bệt này là cái bệt mà em hiểu vẫn bán cho các bác này. Đấy. Bệt này là phần men của bên em là bảo hành là trọn đời nhé. Phần sứ bảo hành 15 và phần phụ kiện là bảo hành cho các bác là 25 các bác nhé. Đấy. Đây bây giờ em hiểu sẽ thử xả để cho các bác xem cái hoạt động của nó như thế nào không nhé. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, xả nó xoáy đây xong nó hút cực kỳ sạch luôn. Đó. Với cả cái thứ hai nữa là cái kỹ năng bấm xả ấy, thì chúng ta lên giữ trong vòng 1 giây không nhá. Để cho nó xả nó hết cồn nước ở cái phần trong cái kết tích nước ở đây. Cái thứ hai nữa ấy, là nó đây, có thêm cái chức năng là có thể các bác tháo lắp ra rất là tiện. Này, thì các bác vệ sinh được. Thông thường những cái bệt khác thì không làm cái việc đó. Rồi, ok. Trong phần bệt, hôm nay em sẽ giới thiệu cho nhanh thôi. Tiếp tục đến cái phần lô giấy. Lô giấy là lô giấy vuông không nhá. Các bác cho giấy vào và các bác kéo vào, các bác kéo. Đó. Đây không thể thiếu được cái xịt xí này. Ok chưa? Tiếp tục đến là bộ sân cây. Đây là bộ sân cây nhiệt độ các bác. Bộ sân cây nhiệt độ thay vì là các bác là phải điều chỉnh nóng một chút, lạnh một chút thì trong này nó đã có sẵn một bộ trộn nhiệt độ rồi. Các bác chỉ việc gọi là xả ra và sử dụng thôi. Đây, ngay bây giờ em sẽ xả cho các bác xem. Thế thì bên này là điều chỉnh nóng lạnh này. Bên này là điều chỉnh nóng lạnh này. Bên này là điều chỉnh các chế độ các bác nhé. Đây, em hiểu. Sẽ thao tác cho các bác xem. Đây là bát to này. Đấy, đây là bát to này. Các bác sẽ áp nước thế nào? Ở tầng 2 ok chứ. Tắm này quá đã, không như đi mưa luôn. Tiếp tục này. Đây là vòi số nước này. Thiết kế cực kỳ hiện đại luôn các bác này. Vòi số nước này, được chưa? Đấy. Đây là bát. Bát để chúng ta tắm. Đấy. Các bác nhìn nước ra ok không? Nhà khách hàng không hề sử dụng vòi bơm nước áp các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Bộ sen này nó chỉ ra ở một nhiệt độ nhất định thôi. Có nghĩa là các bác không phải điều chỉnh nóng một chút, lạnh một chút. Tiếp đến đó là chậu đặt bàn lavabo. Chậu đặt bàn lavabo thì đây là khách hàng chọn cái phần sứ nó màu trắng. Màu trắng và vòi. Chậu vuông và vòi vuông đi kèm theo bộ set này luôn. Đấy. Gương ngang các bác có thể là soi được nó rộng hơn, nó rộng rãi hơn. Đấy. Đây là một bộ phụ kiện này, nữa này. Các bác có thể treo quần áo, bắt khăn và đập đồ trên này. Đấy, rất ok luôn. Một phòng tắm cơ bản nó là như thế. Ok các bác nha. Thế thì em hiểu chuyên setup tất cả các combo phòng tắm to, nhỏ. Các bác sử dụng, các bác bảo là bây giờ tôi chỉ có tầm này tiền thôi, tôi muốn sử dụng cái những dòng sản phẩm như thế này, thì em hiểu có thể setup cho các bác. Các bác nào thấy video này hay thì hãy chia sẻ giúp em Nghiệp một chia sẻ nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo các bác nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.